Vâng, đầu video Thắng Hoàng xin được gửi lời mến chào đến tất cả mọi người. Và hôm nay video hôm nay Thắng Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nhận biết được một chiếc loa nằm, loa karaoke dạng loa nằm hoặc là dạng gần xốp như thế này. Nó có bị hỏng hay chưa? Để mà mình thay thế cho nó kịp thời, vì cái màng này ấy, mà khi mà để mình dùng lâu nó mục, nó nhũng ra ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng. Thứ nhất là cái côn này nó sẽ không được cái vị trí cố định một chỗ này. Đánh to là nó hay bị xê dịch, là nó hay cọ cái lớp vòng côn vào cái vành từ, thì nó sẽ bị mòn và nó chập, nó hay sẽ ảnh hưởng đến cháy loa. Đấy, rất là nguy hiểm cho mọi người. Thì để mà cảm nhận được chiếc loa này nó có còn nguyên lành hay không, thì thứ nhất là tiếng loa của mọi người nghe nó sẽ khác với bình thường rất là nhiều. Thứ nhất là mọi người hát hay là có những cái âm lượng nó lớn thì tiếng bass nó sẽ bình nó phạch ấy. Vậy có những tiếng côn nó va đập vào thành từ nó cũng sẽ ra những cái tiếng kẹt rất là khó chịu. Đấy. Mà mọi người hát những cái tiếng lớn ấy nó rất là dễ bị vỡ. Cho nên là mình phải tháo ra mình kiểm tra ngay. Đấy, mọi người có thể nhìn đây một chiếc côn này, chiếc màng này, gân trông rất là bình thường. Đấy, có thể là chưa, mọi người có thể cảm nhận chỉ sờ tay vào như thế này thôi, không biết là nó rách hay chưa. Thì chiếc loa này thì mình cũng sẽ xử lý như thế này. Thứ nhất là mình phải nhấn này, nó hay bị nhất là cái đường viền này này. Đường viền trong đây này mọi người này. Đầu tiên là nó sẽ rách ở đây trong đây trước. Đấy, mọi người hãy nhận mạnh tay vào một chút. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ rách ra ngay. Đấy. Rất là bở luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Và điều đầu tiên, nếu như mọi người không thể xử lý được tại nhà thì mình có thể đem ra thợ họ thay cho mình. Và sau đây thì Thắng Hoàng cũng sẽ dạy cho mọi người. Xin lỗi mọi người nha. Sau đây Thắng Hoàng sẽ chỉ cho mọi người một cái cách để mọi người thay gân ở tại nhà nhanh chóng nhất và vẫn đạt được cái độ thẩm mỹ cao. Thứ nhất là lúc trước thì công việc Thắng Hoàng nó cũng không được bận rộn cho lắm, thì Thắng Hoàng trực tiếp thay những chiếc gân này cho khách và cũng cho những đôi loa của mình bán. Thì sau này thì cũng có bận thì cũng thường hay đem ra nhờ các cái thợ người ta làm loa chuyên ấy, thì họ sẽ làm cho mình cho nó đỡ cái thời gian đấy đi. Và hôm nay thì Thắng Hoàng cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết. Đấy, thứ nhất là gân nó đã rách ra rồi thì mình phải bóc cái mâm này ra. Đấy, và chiếc gân này mình phải loại bỏ ra. Đấy, là mình sẽ đổ butin ở xung quanh đây. Đây, mình sẽ mua một chai butin gọi là xăng thơm ấy. Và mình sẽ bọc cái này lại để cho nó giữ cái từ dưới để cho nó sạch sẽ nha. Ở đây mọi người sẽ nghiêng một chiếc loa như thế này. Mọi người đổ butin vào đây. Đổ đều vào, tránh rơi dây ra khỏi màng. Cái màng này thì nó có tráng chống nước rồi, cho nên là nếu có dây ra thì không sao. Nhưng có những cái màng thì họ đang làm thô, họ không có chống nước, thì mình đổ ra thì nó sẽ làm khác cái màu màng so với cái màu cái chỗ mà chưa bị nhiễu vào. Đấy, nếu mà làm cho khách thì sẽ rất là khó lấy tiền, thì họ lại chê mình làm hỏng loa của người ta. Đấy. Nhưng mà để mà gia đình mình dùng thì cái yêu cầu đấy cũng không khắt khe lắm, thì mình đôi khi mới làm thì cũng không sao cả. Đấy. Còn mình thì riêng là mình cứ cẩn thận là mình làm như vậy. Putin này nó sẽ ngấm vào cái vòng keo này, từ từ là mình sẽ bóc được keo ra thôi, nhưng mà phải đợi trong giây lát. Mọi người có thể lấy túi bóng buộc chùm cái này lại để đỡ bay hơi. Và để không phải mất thời gian của mọi người thì một chiếc loa mình đã bóc và vệ sinh sạch sẽ rồi, mình đã để ở đây. Đấy. Đây. Và mình còn đã bóc và vệ sinh rồi. Đấy, mọi người có thể thấy. Đấy. Mình vệ sinh sạch sẽ cẩn thận vào để mình làm. Đấy. Và thứ hai nữa mình phải lấy chiếc gân. Đây là mình mua chiếc gân rồi, gân này cũng rất là rẻ thôi. Mình phải đặt vào cái vòng loa này mình ướm. Ướm làm sao mà để mình căn được cái đường đây, đường cũ của keo này, của cái gân trước này. Đấy, và hai là cái độ hở của cái vòng bát này cho nó đều, đến khi mà mình lắp cái nẹp này vào cho nó chuẩn, nó không bị gối vào gân, nó đẩy ra, nó ảnh hưởng đến việc là cái côn ở bên trong đây nó sẽ bị lệch, nó sẽ sát côn. Đấy. Và bây giờ mình cũng sẽ tiến hành bôi keo cho mọi người. Đây mình dùng keo con chó. Thông thường là tất cả mình cũng đều dùng keo con chó. Đấy. Mình thì không làm chuyên nghiệp nhưng mà mình vẫn làm rất là đảm bảo kỹ thuật và rất là đẹp mỹ thuật cho mọi người xem. Đây là chiếc xi lanh. Mình sẽ hút cái keo nó vào chiếc xi lanh này. Đấy. Như nhiều anh em người ta chuyên làm loa thì họ lại có những cái đồ nghề nó khác. Thứ nhất là ở dưới là có mâm xoay. Đấy. Thứ hai là những cái hộp keo của họ là họ
bơm một bình giống như cái bình này này. Họ dùng cái van xe đạp ở đây này, rồi họ bơm vào, mình chỉ cần như này thôi. Đấy, và mình bôi keo theo cái lớp keo cũ nha mọi người. Đấy, mình sẽ tiến hành bôi đều theo lớp keo cũ. Nhớ là không được lem nhem ra ngoài, nếu mà lem nhem ra ngoài là mọi người phải vuốt nó ngay cho nó đỡ lộ, nó xấu cái loa của mình đi. Đấy, này thì mình làm thì rất là nhanh thôi. Cái bóc làm vệ sinh thì nó hơi lâu một chút, chứ mà vào gân này thì 5 phút là xong cái loa ngay, rất nhanh. Mọi người có thể tì nghe tiếng kêu tì tì thì kẹt như này là mình bôi keo. Bôi keo mình cũng phải vuốt vuốt như này để cho nó ngấm vào cái lớp giấy này, để nó có độ bám chắc, chứ không phải là nó nổi nổi ở trên này đến lúc sau mình đụng cái là nó bung ra mất. Liên kết nó không được chặt chẽ. Rất là đơn giản và dễ dàng. Đấy, mọi người có thể thấy không? Nó sẽ được rất là đều. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bôi vào chiếc gân. Mình sẽ bôi vào chiếc gân luôn. Chiếc gân mình cũng sẽ bôi đều vào đây. Càng đều thì càng tốt. Độ bám nó sẽ rất là tốt. Tay mình bóp lúc nào cũng đều lực. Không nên bóp mạnh quá là nó tràn hết ra ngoài. Nó sẽ rất là xấu. Mình có thể làm được một chiếc loa này nó gần nó đẹp như mới luôn. Dù mình không làm chuyên nghiệp nhưng mình làm vẫn đúng chất thợ chuyên nghiệp luôn, cho mọi người có thể nhìn chiêm ngưỡng một chiếc loa mình làm. Đẹp không tì vết. Đấy. Mình sẽ bấm bốn góc. Đấy, trước mắt là mình ướm, mình phải đặt bốn góc này mình bấm đều để cho nó gân nó ăn theo cái đường cũ. Đấy, cái đường keo cũ sau này nó không có bị đẩy vào đẩy ra, nó bị lộ. Đấy, rồi bắt đầu mình mới nắm dần, tất cả đều vuốt vào trong. Đấy, sẽ rất là đẹp. Tất cả mình vuốt là mình sẽ vuốt vào trong nha mọi người. Vuốt vào ngoài, ra ngoài là nó chạy cái gân ra ngoài là nó sẽ lộ cái nếp cũ mình bóc rất là xấu. Mình có thể miết đi miết lại vài lần để cho cái độ bám của keo nó tốt hơn. Keo này thì mình bôi một lớp mỏng cho nên cũng rất là nhanh khô, nên là độ bám nó cũng sẽ tốt rất là nhanh. Xong như thế này chỉ cần 5 phút thôi, mình chỉ cần làm 5 phút như thế này thôi là mọi người có thể mở loa chơi bình thường rồi. Đấy. Đấy. Trước mắt là đường bên trong đi, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, đường bên trong mình thay là rất là đẹp, rất là đều, thấy không? Rất là tròn. Đấy. Rất là ok. Và bây giờ là đến cái lớp ngoài. Lớp ngoài thì mình đơn giản thôi, mình lật cái này thôi. Lật cái này mình bơm keo xung quanh. Đấy, và cái vòng này thì mình bơm keo xung quanh vòng dưới này thôi. Mình cứ bơm nhiều một chút. Vừa bơm vừa xoa đều. Bơm nhiều một chút là để vì vòng trên là mình không bôi được, cho nên là mình phải bù cái lớp keo ở trên là mình bôi nhiều một chút. Xoa đều vào. Xoa
cho đều một chút, tăng cái độ bám đều. Để một đôi loa của mọi người nó hoạt động cho nó tốt và chất âm cho nó tốt nữa thì tốt nhất là mọi người nên kiểm tra gân của mình định kỳ tầm 6 tháng một lần. Dòng gân này thì thực sự ra nó cũng không được bền bỉ cho nó lắm. Theo thời gian thì này, dòng loa đã dùng rồi thì nó sẽ không được bền bỉ cho lắm. Nên là tốt nhất cứ nên kiểm tra thường xuyên, tránh cái tình trạng nhanh hỏng loa và hát hò chất âm nó sẽ không tốt. Đấy, mọi người có thể thấy không? Rất là đẹp, rất là tròn rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình chỉ đậy cái kia lên nữa là xong thôi. Đấy, rất là ok. Và đây là chiếc này là bằng giấy, mình có thể bóc ra cho nó bằng đi, bóc đi một lớp, bóc đi một lớp cũ của nó đi cho nó bằng đẹp ngay. Nếu như những anh em người ta làm chuyên nghiệp thì họ có thể nhanh hơn mình một chút, nhưng mình khẳng định với mọi người là mình làm những chiếc loa như thế này cũng là rất là nhanh rồi. Đấy, đấy mọi người cứ miết cho nó đều xuống, nhận tốt nhất là cứ nên nhận xuống như này thôi nha, chứ miết là nó keo, nó ướt là nó chạy là nó bị méo vành gân. Ở đây đấy, mọi người có thể nhận như này, cảm giác có bị sát côn hay không. Nếu không sát nữa thì mình bắt đầu mình dán cái nẹp ở trên này vào. Đấy, thế là xong một chiếc loa rất là nhanh và đơn giản, hiệu quả luôn. Và Thắng Hoàng cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video của Thắng Hoàng, và rất mong mọi người ủng hộ, yêu mến, ủng hộ Thắng Hoàng bằng cách đăng ký kênh nha mọi người. Hãy đăng ký cho Thắng Hoàng một lượt để tiện theo dõi những video kế tiếp mà Thắng Hoàng đã làm, chia sẻ với mọi người những vấn đề khác ngoài những chiếc loa này, như là khắc phục lỗi sửa đẩy, hay là cách set up chỉnh vang, hay là nói chung là lung tung các vấn đề về thiết bị âm thanh, mình cũng đều có thể hỗ trợ cho mọi người được hết. Mình có thể không phải là một dân chuyên nghiệp làm loa lấy tiền, nhưng mình khẳng định mình làm thì cái chất chuyên nghiệp của mình cũng rất là đảm bảo. Cái này thì nó cũng rất là đơn giản và dễ dàng thôi, cũng không có gì khó khăn cả. Đấy. Đấy. Cái keo này nó đang còn ướt, độ bám nó chưa tốt, mình đang định đè nó xuống để cho nó giữ lại, nó rơi ra phải mất công nhét lại. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không, một chiếc loa hoàn chỉnh rất là đẹp. Rất là đẹp đúng không mọi người? Đấy, trong khi thời gian keo nó chưa khô thì mọi người có thể miết một vài lượt nữa cho nó bám, cho nó chắc hơn, cho nó cẩn thận hơn. Để mình chỉ làm video nó nhanh chóng trong chốc lát cho mọi người tham khảo thôi nhé. Rất mong mọi người ủng hộ Thắng Hoàng nha. Xin phép chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Thắng Hoàng.